thời điểm hiện tại, Barcelona đã phải đối mặt với một cơn khủng hoảng thực sự. 33 năm rồi, họ mới lại trải qua khởi đầu đáng thất vọng như lúc này ở La Liga. Trong khi đó tại Champions League, ngay trên thánh địa Camp Nou, Barcelona cũng để cho Juventus hạ sát với tỷ số 3-0. Qua đó, chỉ có thể bước vào vòng knockout với tư cách là đội nhì bảng. Nhìn vào cách mà Ronald Araujo phạm lỗi với Ronaldo, Clement Lenglet để bóng chạm tay, qua đó khiến Barca phải chịu tới hai quả phạt đền trong một trận đấu quan trọng như vậy, ta mới thấy hàng thủ của họ đáng báo động như thế nào. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tại La Liga, chẳng cần phải là một đội bóng tầm cỡ như Juventus, chỉ là một Cadiz nhỏ bé cũng đủ để xuyên thủng mảnh lưới của Blaugrana tới 2 lần để giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Deportivo Alaves với 10 người, Barca cũng chẳng thể kiếm được 3 điểm trọn vẹn. Và khi gặp Real Madrid trong trận El Clasico, Barca cho thấy siêu kinh điển chẳng còn như cái tên kinh điển của nó nữa, bởi đơn giản họ chẳng hề ngang phân với đoàn quân của Zidane. Ronald Araujo cùng với Clement Lenglet hay kể cả Oscar Mingueza đi nữa, không thể nói rằng đây là những trung vệ kém cỏi được. Thế nhưng vấn đề là ở thời điểm hiện tại, họ chưa phải là điểm tựa thực thụ để Barca có thể dựa vào đó trên hành trình chinh phục các danh hiệu. Sir Alex từng có một câu nói nổi tiếng: tấn công giúp thắng trận đấu, nhưng phòng thủ mới mang lại danh hiệu. Câu nói này phản ánh đúng tầm quan trọng của hệ thống phòng ngự đối với một đội bóng. Dĩ nhiên là với một chiến lược gia giàu kinh nghiệm, Ronald Koeman không thể nào làm ngơ trước tình cảnh hiện tại. Cách đây ít ngày, truyền thông xứ đấu bò đưa tin cựu huấn luyện viên Southampton đã đề xuất yêu cầu mua người trong thị trường chuyển nhượng mùa đông đến. Và nhắc đến điều này thì một trong những mục tiêu hàng đầu mà Barca muốn có đó là Eric Garcia. Eric Garcia từng là thành viên của lò đào tạo trẻ La Masia từ giai đoạn 2008 đến 2017. Trong giai đoạn ăn tập tại vườn ươm trứ danh của Barca, Eric Garcia đã may mắn được chứng kiến cái cách mà những trung vệ hàng đầu của gã khổng lồ xứ Catalonia tập luyện cũng như thi đấu, và đương nhiên chúng giúp Eric Garcia rất nhiều. Carles Puyol, Gerard Piqué và Javier Mascherano, đó là những người mà tôi đã may mắn được quan sát và theo dõi họ thời điểm tôi 10 hay 12 tuổi gì đó, hoặc là những hình mẫu giúp tôi học hỏi nhiều điều. Ngay từ những ngày còn khoác trên mình màu áo đỏ lam, Eric Garcia đã được xem là một phiên bản khác, một truyền nhân của Gerard Piqué. Rõ ràng là phong cách thi đấu của họ có không ít điểm tương đồng. Với chiều cao không quá vượt trội cùng với dáng người khá mảnh khảnh, Garcia đương nhiên chẳng thể dựa vào sức mạnh thể chất để đương đầu với những đối thủ tấn công bên phía đối phương. Thay vào đó, trung vệ sinh năm 2001 sử dụng khả năng phân tích trận đấu, đọc tình huống để đưa ra những quyết định hợp lý, qua đó mang đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Thời điểm Eric Garcia lần đầu tiên rơi vào tình yêu với bóng đá đó là khi mà Pep Guardiola vẫn còn làm việc tại Camp Nou. Về sau, khi anh chọn rời La Masia để đến với Manchester City, thì tại đây, một lần nữa Eric Garcia đã được làm việc dưới trướng của Pep. Nhưng lần này, khoảng cách giữa anh cùng với huấn luyện viên người Tây Ban Nha là gần hơn rất nhiều, bởi Eric Garcia được làm việc với Pep dưới tư cách là thành viên của đội 1. Nhà đương kim áo của Roman Abramovich thường chọn cách chơi build up từ phần sân nhà. Chính vì thế, Pep luôn thích các trung vệ, thậm chí là cả thủ môn, đều có khả năng chơi trận tốt. Cũng chính vì điều này, ông từng thẳng tay loại bỏ Joe Hart, dù từng là một công thần giúp Màu Xanh đạt được nhiều thành công trong quá khứ. Nói vậy là để thấy khả năng chơi chân của Eric Garcia là ổn đến mức nào. Anh cho thấy sự điềm tĩnh, sự tự tin vượt xa so với lứa tuổi. Những tình huống kéo bóng, những đường truyền hướng lên phía trước thường là tiền đề giúp cho những cỗ máy sáng tạo của Man City tìm được khe hở nơi hàng phòng ngự đối phương, kể cả khi đó là những hệ thống được bố trí một cách kín kẽ nhất. Có một chi tiết thú vị nói lên sự thông minh trong cách chơi của Eric Garcia, đó là khi cầm bóng, anh thường di chuyển vào đường giữa thay vì lệch sang hai biên. Điều đó khiến cho việc phán đoán của cầu thủ phòng ngự đối phương trở nên khó khăn hơn, đồng thời cũng cho phép Garcia có nhiều phương án để tung ra những đường chuyền hơn. Và Eric Garcia chẳng những chỉ giỏi khi cầm bóng trong chân thôi đâu, mà anh còn biết cách chạy chỗ sao cho việc phòng ngự trở nên hiệu quả. Ví dụ như khi đồng đội của mình chuẩn bị tham gia một tình huống tranh chấp trên không, thì ngay lập tức Garcia sẽ chạy ra đằng sau để chuẩn bị bọc lót nếu như đồng đội của mình thất thế. Hoặc khi Manchester City dâng cao đội hình, Garcia sẽ tìm cách theo kèm cầu thủ tự do bên phía đối phương. Khi đó, dù cho các đồng đội của anh có không may là mất bóng đi nữa, thì đối phương cũng sẽ bị hạn chế các phương án phản công. Trong các tình huống đánh biên của đối thủ, dù Garcia không cao, nhưng bù lại, anh sở hữu khả năng phán đoán điểm rơi của trái bóng rất tốt. Hơn nữa, Garcia còn có thể phân tích một cách nhanh chóng và chính xác rằng đâu là nơi khả dĩ nhất mà cầu thủ đối phương có thể để quả bóng hướng tới. Mặc cho sự thua thiệt về yếu tố thể hình, nhưng Eric Garcia vẫn là cơn đau đầu với các đội bóng thích chơi bóng bổng. Một trung vệ chơi chân tốt, giỏi đọc tình huống, đó sẽ là những gì mà Barca nhận được khi chiêu mộ Eric Garcia. Rõ ràng, Garcia hứa hẹn sẽ không chỉ làm cho khâu triển khai bóng của Barca trở nên mượt mà hơn, mà hàng thủ của họ cũng sẽ được cải thiện phần nào.
tôi biết Eric Garcia muốn ra đi. Thế nhưng trong năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy ở lại. Garcia là một chàng trai tài năng, toàn diện. Man City rất hài lòng khi có cậu ấy trong đội hình. Đó là những gì mà Pep Guardiola đã nói khi được hỏi về tương lai sao mai sinh năm 2001. Và nó chính là bằng chứng đâm thép nhất cho tài năng lớn lao mà trụ về người Tây Ban Nha sở hữu. Không nghi ngờ gì nữa, nếu có thể, Barcelona cần làm mọi cách để đưa Eric Garcia trở lại với sân Camp Nou. Anh sẽ giúp cho hàng phòng ngự của El Valverde phần nào trở nên chắc chắn hơn. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin vào điều đó. Đặc biệt là khi với việc từng ăn tập và lớn lên ở La Masia trong suốt 9 năm, Eric Garcia chẳng hẳn xa lạ gì với văn hóa tại Barcelona, cũng như là lối sống tại Catalonia. Những điều mà đôi khi chúng có thể biến thành trở ngại, giúp các cầu thủ khó hòa nhập với đội bóng. Thế nhưng, nếu đặt trọng trách thay đổi bộ mặt hàng thủ lên vai của một chàng thanh niên chỉ mới 19 tuổi, như vậy e là quá nặng nề. Để có thể giải quyết bài toán triệt để hàng phòng ngự, thứ nhất, Ronald Koeman cần phải có thêm nhiều mảng miếng cho các cầu thủ của mình. Thứ hai, họ cần thêm một hòn đá tảng thực thụ, giống như cách mà Liverpool đang có được Virgil van Dijk. Eric Garcia hoàn toàn có thể sống vai thủ lĩnh ở tuyến 3 của Barca, thế nhưng đó là trong tương lai. Còn hiện tại, dù cho Garcia tài năng, tuy nhiên kinh nghiệm là thứ mà cầu thủ này thiếu. Nhưng phẩm chất thiên bẩm đương nhiên là quan trọng. Dẫu vậy, với một đội bóng lớn như Barca, kinh nghiệm đôi khi còn quan trọng hơn. Và nếu cần thêm bằng chứng nào khác ngoài Van Dijk, hãy nhìn vào hiệu ứng mà Thiago Silva đã mang lại cho Chelsea. Nếu như Eric Garcia là một giải pháp trong tương lai, thì ở hiện tại, Barca cần phải chi đậm để có một cái tên đang ngôi đội chính của sự nghiệp, mới mong vực dậy được một hàng thủ đã quá đổi bê bết như hiện tại. Và đương nhiên, họ cũng cần thêm những tiền vệ phòng ngự giỏi nữa, bởi đơn giản, đây chính là tấm lá chắn đầu tiên của đội bóng. Nếu hàng tiền vệ không làm tốt công việc của mình, vậy thì những áp lực được dành cho tuyến 3 sẽ được giảm tải đi rất nhiều. Và phải làm được cả 3 điều trên, hàng phòng ngự mới có thể trở thành điểm tựa để Barca trở lại với quỹ đạo chiến thắng quen thuộc. Thế nhưng, với tình hình tài chính hiện tại, thật khó để Barca có thể chi ra số tiền 85,65 triệu euro giống với những gì mà Liverpool từng làm để có được Van Dijk. Nói tóm lại, Eric Garcia với những phẩm chất của mình chính là một thương vụ rất đáng để Barca đầu tư. Tuy vậy, để giải quyết bài toán phòng ngự nan giải của mình, Barca cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ khác nhau, chứ không phải đơn thuần là việc đưa đứa con lưu lạc của họ trở về mái nhà cũ.